Với những người tập yoga thì việc khởi động trước khi tập là rất quan trọng. Trong video ngày hôm nay, Thương Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn bài tập khởi động 6 chiều cuộc sống. Đây là một bài tập khá đơn giản, các bạn có thể thực hành bất cứ lúc nào trước khi tập. Với việc là tập trung làm nóng cơ thể, các tư thế sẽ tập trung vào việc kéo giãn và bạn xoắn nhẹ nhàng để tạo sự linh hoạt cho cuộc sống và thúc đẩy lưu thông máu huyết. Và sau đây chúng ta cùng nhau vào thực hành bài tập. Đầu tiên chúng ta ngồi trên thảm, vén hai cái xương ngồi của chúng ta lên để chúng ta có cái đế ngồi vững chãi. Ngồi thẳng lưng với cuộc sống trung tính, đầu cổ dựng thẳng với cuộc sống, cằm hơi hướng nhẹ lên. Hít vào, thở ra, chúng ta xoay cằm sang bên trái, mắt nhìn theo vai trái. Từ từ hít vào, về chính diện. Và thở ra, xoay cằm sang bên phải, mắt nhìn sang bên vai phải. Hít vào, về giữa. Thở ra, xoay cằm sang bên trái. Chúng ta làm động tác xoay cằm như này 3 lần mỗi bên. Hít vào, về giữa. Thở ra, xoay cằm sang bên phải. Hít vào, về giữa. Thở ra, xoay cằm sang bên trái. Giữ ở đây này. 3 2 1 Hít, về giữa. Thở, xoay cằm sang bên phải. Chúng ta xoay chậm, xoay nhẹ nhé. 3 2 1 Hít, về giữa. Thở ra, nghiêng đầu sang trái, cằm chích nhẹ sang góc chân bên phải. Hít, về giữa. Thở, nghiêng sang phải, chích nhẹ cằm sang góc chân góc trái. Hít, về giữa. Thở, nghiêng sang phải. Hít, về giữa. Thở, nghiêng phải. Chúng ta làm kéo giãn cái việc nghiêng này, chúng ta kéo giãn cái phần cơ cổ bên trái đối diện. Hít, về giữa. Thở, nghiêng trái. Khi nghiêng trái sẽ tác động kéo giãn phần cơ cổ đến bả vai cổ bên phải. Hít, về giữa. Thở, nghiêng trái nghiêng phải. Giữ ở đây và thở đều. 3 2 1 Rồi hít, về chính diện. Thở ra, vươn dài cổ, đưa cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống. Kéo giãn cái phần cổ phía sau này. Đó. Hít, nâng đầu về chính diện. Thở, vươn dài cằm lên, ngửa ra xong. Hít, về giữa. Thở, chúng ta vươn dài cổ, cúi xuống. Hít, về giữa. Thở, ngả ra xong. Hít, về giữa. Thở, cúi xuống. Giữ ở đây nào. 3 2 1 Và từ từ chúng ta xoay cổ, xoay từ trái sang phải, xoay chậm nhẹ. 1 Hít vào, khi xoay lên thì hít này. Rồi từ từ chúng ta thở ra này. Còn đó chúng ta lại hít vào này. Rồi thở ra này. Rồi chúng ta xoay ngược lại 3 lần. Hít vào, thở ra, xoay phải. Rồi hít vào, xoay từ bên phải. Thở ra bên trái. Hít vào bên phải. Rồi thở ra bên trái. Hít vào, nâng đầu về chính diện. Sau đó chúng ta hai tay chúng ta đưa lên và đan lại, đặt nhẹ sau gáy. Nâng nhẹ trỏ tay của chúng ta ngang vai. Thở ra, đưa cằm về hõm cổ. Hai trỏ tay chúng ta kéo sát vào nhau, có gù lưng. Hít, nâng ngực, mở vai ra sau. Hai tay thẳng vai,
Tôi thở ra, buông xuống. Hít vào, nâng lại lên. Nâng nhẹ ngược nào. Thở ra. Con xoài cổ. Giữa đây nào. 3 2 1 rồi hít. Nâng người lên nào. Mở hết vai ra sau. Mở lồng ngực ra phía trước nào. Nâng ngực lên. Cảm giác là hai cái lồng ngực của chúng ta đang mở ra hai bên. Đó. 3 2 1 rồi. Hai tay xoa cổ gáy của chúng ta này cho nó đỡ bị căng. Từ từ chúng ta đặt tay lên hai vai và chúng ta xoay cái vai của chúng ta. Đó. Xoay nhẹ nào. Đó. Xoay từ từ thôi. Xoay 5 lần mỗi bên. Lần 4 rồi. Lần 5. Rồi chúng ta xoay ngược lại nào. Từ hai trò tay lên trần nhà và xoay. Xoay rộng ra. Lần 2 nào. Lần 3 nào. Lần 4 nào. Lần 5 này. Rồi chúng ta giữa đây nào. Và chúng ta đưa hai tay sang ngang. Đó. Chúng ta xoay cái khuỷu tay của chúng ta. Tầm. Khởi động cái khớp khuỷu tay của chúng ta. Bắp tay. Chúng ta nắm tay lại. Hoặc có thể xoay bàn tay ra cũng được. Chúng ta cũng làm 5 lần và chúng ta đổ ngược lại, xoay ngược lại. Đó. Săn chắc bắp tay. Khởi động làm nóng cái tay chúng ta lên. Chúng ta từ từ đưa tay về giữa, ngang vai này, về trước mặt. Và chúng ta lại tiếp tục xoay cái cổ tay của chúng ta. Xoay cái cổ tay này, nó làm nóng cái khớp tay. Khi chúng ta vào các tư thế chống bằng tay ấy, tấm bán ấy, hay là cũng đặt tay xuống nó sẽ không bị đau. Và chúng ta xoay ngược lại này, không bị đau cổ tay, không bị chấn thương. Đó. Và từ từ chúng ta xoay căng cái bàn tay ra này. Xoay căng về phía trước này. Chúng ta gập giữa cái đầu ngón tay. Đó. Gập giữa này, co nhẹ. Khi tập tránh bị chấn thương, không bị co rút tay. Rồi, nắm chặt, xòe rộng. Rồi từ từ chúng ta đưa cái tay trái ra sau lưng, chống đầu ngón tay. Tay phải ở trên đầu gối trái, đẩy ngực lên và xoay nhẹ người sang bên trái, mắt nhìn theo vai trái và cuộc sống. Hít hai tay sang ngang, thở ra phạm sang bên phải, đổi bên, nâng nhẹ, đang để đây này, cuộc sống phải đang hơi gù chút này chẳng hạn đấy, lan thả lỏng, chúng ta đẩy nhẹ, đó, rồi hít hai tay sang ngang, thở ra đổi bên. Nâng nhẹ lưng lên, mở ngực và xoay ra. Cuộc sống của mình đang được kích hoạt. Tập xoắn. Đó. Hai tay sang ngang, chúng ta làm 3 lần. Rồi. Chúng ta làm chậm, làm từ từ. Kiểm soát cơ thể của chúng ta. Từ từ chúng ta giữ ở đây hai tay sang ngang và hạ cái trỏ tay trái xuống, tay phải vươn qua đầu, nghiêng người về phía bên phải nào, giữa đây nè, rồi hít, nâng người lên hai tay sang ngang này, thở ra lại hạ trỏ tay sang bên phải. Ai mà làm tốt hơn ấy thì chúng ta hạ sâu trỏ tay, nếu cũng được ấy thì chúng ta vừa thôi cũng được, làm đến đâu thì chúng ta sẽ cảm nhận đến đấy. Và chúng ta hãy lắng nghe cơ thể của chúng ta. Rồi hít. Hai tay sang ngang. Thở ra đổi bên. Hít. Hai tay sang ngang. Thở ra đổi bên nào. Rồi hít. Nâng người lên nào. Thở ra. Đổi bên trái lần 3. Việc kéo giãn nghiêng sang bên như này thì sẽ cảm nhận là cơ lưng sườn bên trái này đến bắp tay là chúng ta đang được kéo giãn. Và nhớ đã ấn cái hông bên phải của chúng ta xuống nhé. Không, không xuống. Không bên hông lên như này. Mà ấn xuống. Ấn xương mồ chúng ta xuống. Rồi. Hít, nâng người lên.
hướng lên lần cuối này, giữ ở đây, mắt nhìn hướng lên trần nhà và cố gắng là chúng ta dần dần chúng ta sẽ mở cái ngực của chúng ta lên, đó, đẩy ngực lên, không nên gồ xuống như này, đó, mà lúc nào cũng có cái xu hướng là mở ngực chúng ta lên. Rồi, hít, hai tay lên, sang ngang, từ từ chúng ta đưa cái tay ra sau, đưa tay ra sau, các ngón tay hướng về phía người, cách một khoảng vừa phải, vừa đủ, vừa chưa với cơ thể của chúng ta khoảng tầm 5-7cm thôi. Đó, hạ các ngón tay xuống, xoay hai cái vai ra sau, nâng ngực lên và đẩy người về phía trước, cuốn khom lưng về phía trước nào, giữ ở đây. Cảm giác dưới này chúng ta đã đẩy hết ngực, mở hết ngực lên rồi. 5 4 3 2 1 rồi hít. Nâng cái người lên đã nào. Rồi hai tay chúng ta hít vươn qua đầu. Giữ ở đây. Kéo dài cuộc sống chúng ta. Cảm giác chúng ta ai đang kéo lên trên trần này. 5 4 3 2 một, từ từ thở, vươn dài người về phía trước. Thả lỏng người đây. Cố gắng đi, hít mượn xuống này. Những người mới có thể hơi cao này cũng không sao hết. Và từ từ chúng ta sẽ để cái bụng áp xuống dưới chân được. Và từ từ chúng ta sẽ vươn thấp hơn một chút. Đó, chúng ta hãy vừa tập vừa cảm nhận được cơ thể của chúng ta. Hãy yêu lấy bản thân. Rồi, hít nâng lên. Rồi, vậy là buổi khởi động của hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Với việc khởi động này, các bạn có thể khởi động trước khi tập bất cứ các buổi tập nào. Các bạn sẽ có được sự linh hoạt và thực hiện những tư thế nó dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe và đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.